Bạn thân mến, bạn không chỉ là một sinh vật thể chất sống trong thế giới vật chất, bạn được tạo thành từ năng lượng và tồn tại trong một vũ trụ nơi mọi thứ đều rung động hấp dẫn lẫn nhau. Cơ thể năng lượng của bạn có khả năng tỏa ra và nhận lại năng lượng. Một trong những thách thức lớn nhất đối với chúng ta là hiểu cách sống như một sinh vật tràn đầy năng lượng trong một thế giới nơi mọi thứ đều được tạo thành từ năng lượng. Mỗi lời nói và cử chỉ bạn thực hiện, tất cả đều mang một sóng rung động. Từ những việc đơn giản nhất như hơi thở, ăn uống, đọc sách cho đến những hành động phức tạp nhất trong tâm trí như suy nghĩ và những cảm xúc đều mang một tần số năng lượng. Những cảm xúc và suy nghĩ của bạn là những đợt sóng rung động, dù tích cực hay tiêu cực, thì nó luôn biểu hiện thành lời nói và hành động tác động đến thế giới xung quanh. Thông qua việc làm chủ những rung động đó, bạn có thể mở khóa một thế giới tiềm năng vô tận. Hãy nghĩ về bản thân như một người truyền năng lượng mọi lúc, mọi nơi. Bạn đang gửi tín hiệu cho vũ trụ biết về chính bạn. Những tín hiệu này có thể thu hút hoặc đẩy lùi những con người năng lượng khác. Nếu cơ thể năng lượng của bạn tỏa ra sự tức giận và tuyệt vọng, thực tế cơ thể vật chất của bạn sẽ phản ánh điều đó một cách tự nhiên. Bạn sẽ hấp dẫn những người và sự việc tương ứng với cảm xúc đó. Nếu cơ thể bạn phát ra năng lượng của sự giàu có và đủ đầy, thực tế cuộc sống của bạn sẽ phản ánh điều đó. Bằng cách đó, bạn thu hút sự giàu có và đủ đầy hơn tới cuộc sống của mình. Tương tự, nếu bạn tỏa ra năng lượng tiêu cực hoặc sự bất hòa, bạn có xu hướng đẩy lùi những thứ không phù hợp với trạng thái hiện tại của bạn. Một khi bạn hiểu điều đó và sống thuận theo luật hấp dẫn đó, điều hiển nhiên là mọi mong muốn trong bạn về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ xảy ra khi bạn thay đổi tín hiệu của mình phát ra. Nói cách khác, nếu bạn muốn thu hút những sự việc hoặc kết quả khác nhau, bạn phải điều chỉnh lại suy nghĩ, cảm xúc và tổng thể năng lượng của mình để phù hợp với những gì bạn muốn trải nghiệm. Bằng cách thay đổi một cách có ý thức các sóng rung động tỏa ra, bạn có thể thay đổi khuôn mẫu thói quen trong suy nghĩ và những hành động lên cuộc sống. Bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì bạn từng tưởng tượng. Nhờ hiểu được quy luật này và cách truyền tải những rung động này, bạn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình theo lý tưởng sống mà bạn mơ ước. Những suy nghĩ của bạn không chỉ là hoạt động tinh thần ngẫu nhiên, chúng mang theo năng lượng và tần số rung động. Mỗi suy nghĩ sẽ tạo ra một tần số rung động cụ thể trong những tế bào thần kinh của não. Về bản chất, năng lượng và những rung động phát ra từ suy nghĩ của bạn đóng vai trò như một nam châm thu hút và thể hiện những gì bạn tập trung vào. Hoạt động năng lượng này tạo ra một lực mạnh mẽ thu hút những trải nghiệm bên ngoài cuộc sống tương ứng về phía bạn. Bằng cách hiểu nguyên tắc này, bạn có thể định hướng suy nghĩ của mình một cách có ý thức tới những kết quả mà bạn mong muốn. Khai thác sức mạnh suy nghĩ trong bạn để định hình cuộc sống ngoài thực tế. Suy nghĩ của bạn là nền tảng thực tế của cuộc sống. Có một câu nói nổi tiếng mà bất kỳ ai trong chúng ta từng nghe, đó là: gieo suy nghĩ, gặt lời nói. Gieo lời nói gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Suy nghĩ của bạn là những hạt giống hình thành nên tương lai của bạn. Hãy cẩn thận với những suy nghĩ đơn giản, bởi vì nó sẽ trở thành số phận của bạn trong tương lai. Đức Phật cũng từng nói, mọi hành động của thân và lời nói không là gì khác ngoài sản phẩm của tâm. Tâm đi trước mọi hành vi, lời nói, bởi thế, tâm là quan trọng nhất, mọi thứ đều xuất phát từ tâm. Bây giờ điều quan trọng bạn cần chú ý đến là cách phân bố năng lượng của mình đi theo hướng có ý thức của bạn. Hướng năng lượng của bạn tới đâu tùy thuộc vào quyền tự do lựa chọn trong suy nghĩ. Và thậm chí hành động đưa ra quyết định cuối cùng cũng cần đến năng lượng của suy nghĩ. Albert Einstein từng nói mọi thứ đều là năng lượng. Thực tế là ngay cả việc xem video này bạn cũng cần có năng lượng. Năng lượng chúng ta tập trung vào đâu sẽ định hình thực tế cuộc sống của chúng ta ở đó. Bạn có khả năng quản lý và xác định năng lượng nơi nó tập trung vào. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể chuyển năng lượng của bạn hướng tới mục tiêu và khát vọng của mình một cách hiệu quả. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra điều đó. Bạn có khả năng kiểm soát năng lượng của mình. Khi bạn cảm thấy chán nản, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của mình đến thứ gì đó nâng cao tinh thần. Bạn cũng có thể tác động đến năng lượng của mình bằng cách dành thời gian với những người tích cực, những việc tích cực, tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui và vây quanh bạn với những thông điệp mang tính nâng cao tinh thần. Như vậy bạn sẽ bảo vệ năng lượng của mình trọn vẹn hơn. Nó rất quan trọng, bởi vì khi bạn dành thời gian và năng lượng cho những người độc hại, bạn trở nên tiêu cực và bế tắc. Đó là cách bạn tự đóng cửa cơ hội cuộc sống tốt hơn cho mình. Việc thực hiện chăm sóc bản thân, tránh xa các tình huống độc hại cùng những mối quan hệ tiêu cực, vũ trụ sẽ hướng về phía bạn và mang đến cho bạn mọi thứ cộng hưởng với năng lượng đó.
cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời hơn những gì chúng ta thấy bằng mắt. Sức mạnh của năng lượng có thể tạo ra những biến đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống. Bằng cách đặt niềm tin vào nó và nhận ra sự xứng đáng của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng sự hào phóng trao đi năng lượng tới người khác, bạn sẽ có một sức mạnh lớn hơn, có thể kết nối với một cái gì đó rộng lớn ngoài vũ trụ, thứ gì đó có thể sở hữu siêu trí tuệ cùng tình yêu vô tận. Năng lượng sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ tới sức khỏe của bạn, nó làm trẻ hóa tế bào và cải thiện sức khỏe thể chất. Những cảm giác uể oải, mệt mỏi, cùng sự rối loạn và căng thẳng sẽ tan biến, thay thế bằng cảm giác bình an, cân bằng và thư thái. Năng lượng của bạn sẽ trở nên trong trẻo và thuần khiết, trôi chảy như dòng suối trong vắt trên đầu ngọn núi. Bạn trân trọng cuộc sống của mình, tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống một cách thường xuyên hơn, làm phong phú tâm hồn của bạn. Bạn sẽ có trí tuệ và bình an nội tâm, sự thông suốt và sáng tỏ sẽ xuất hiện trong suy nghĩ. Đây là tác động sâu sắc của năng lượng. Và khi bạn đặt niềm tin vào nó, mọi thứ sẽ dễ dàng xảy ra vào đúng vị trí. Khi bạn tin tưởng vào vũ trụ và có niềm tin vào khả năng của chính mình, năng lượng của bạn trở nên mạnh mẽ, trí tuệ và sự bình an sẽ xuất hiện từ bên trong. Suy nghĩ của bạn chuyển thành niềm tin và những giấc mơ của bạn bắt đầu trở thành hiện thực trong cuộc sống. Bằng cách tin vào ước mơ của mình và thực hiện những bước đi cụ thể đúng hướng, bạn sẽ có khả năng tạo ra những biến đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống, đạt được mọi thứ bạn từng khao khát. Một khi bạn có niềm tin vào bản thân, dưới sự hướng dẫn của vũ trụ, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu và khám phá ra sứ mệnh thực sự của bạn trong thế giới này. Bằng cách ngồi xuống nhắm mắt lại và kết nối với nội tâm chính mình, hãy cảm nhận nguồn năng lượng đang tuôn chảy trong bạn, cảm nhận tình yêu, sức mạnh và sự tươi sáng của năng lượng bên trong, cùng với niềm tin mạnh mẽ hiện thực hóa những mong ước. Để biến suy nghĩ của bạn thành niềm tin, nó rất quan trọng để giúp bạn tích cực luyện tập. Hãy thực hiện mọi mong muốn của mình, bạn hoàn toàn xứng đáng và được yêu mến. Hãy tin vào khả năng chính mình và tin vào vũ trụ. Điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn sẽ xảy đến. Niềm tin sẽ là tình yêu và là hạnh phúc. Nó có thể nuôi dưỡng sự bình yên sâu sắc, tạo ra niềm vui trong cuộc sống. Hãy để những rung động của bạn vang vọng và lan tỏa. Trong suốt cõi vĩnh hằng, cuộc hành trình của bạn là một trong những khám phá vô tận, liên tục tăng trưởng và chuyển đổi. Bạn là toàn bộ đại dương, bạn không phải là một giọt nước trong đại dương. Những rung động hài hòa của bạn, cùng những giấc mơ điên rồ nhất, sẽ tạo ra một thực tế vượt xa ngoài sự hiểu biết của bạn. Bằng cách lựa chọn có ý thức và sắp xếp những suy nghĩ của bạn, cùng những cảm xúc với độ rung động mong muốn, bạn có thể thu hút hoặc đẩy lùi mọi thứ tới cuộc sống của mình. Cuối cùng, nếu bạn vẫn ở đây và thể hiện những trải nghiệm này vào cuộc sống của bạn, tôi thật sự biết ơn về điều đó. Tôi hy vọng bạn có một ngày thật tuyệt vời, bởi vì bạn là toàn bộ thế giới đối với tôi. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.